Chào mừng các bạn quay trở lại video tiếp theo của mình. Hôm nay mình đang đứng ở chỗ bánh tráng nướng Thái Lan Lệ Hà nha các bạn. Đây là một trong những địa chỉ rất là quen thuộc, địa chỉ 711 đường Cách Mạng tháng 8, phường 6, quận Tân Bình. Ở đây thì có vịt lộn luộc nè, xào me nè, rồi xào nước mắm nè, trứng lộn luộc, xào me, xào nước mắm. Đây là cái điểm mà khá là quen thuộc và mình cũng thường xuyên ghé đây ăn. Thì hôm nay á, cũng trời nó tạnh mưa, Sài Gòn tạnh mưa, thì tầm bây giờ thì khoảng 7 giờ tối mình cũng ghé cái quán Lệ Hà. Đó, quán Lệ Hà thì có giao hàng Now này, Grab này, Payment này, rồi GoViet luôn các bạn ha. Quán này rất là ngon và hôm nay á, thì hôm nay đến đây review cũng như là gửi đến các bạn một cái địa chỉ ăn vặt rất là ngon. Nó nằm ở trên đường Cách Mạng tháng 8 nha các bạn, phường 6 quận Tân Bình. Cũng khá là gần với công viên Lê Thị Riêng, địa chỉ là 711. Mình sẽ bước vào đây để quay cho các bạn coi. Mình thường đến đây thì mình thường ăn trứng vịt lộn luộc nha các bạn, cộng xào me nữa. Đây là món khoái khẩu của mình, các bạn cũng biết rồi. Con đường ở đây thì khá là tiện nha các bạn, không gian khá là rộng rãi, các bạn cũng có thể nhìn thấy ha. Các bạn từ ở trên hướng mà hướng Tân Bình á, hướng mà hướng trên kia là hướng ngã tư Bể Hiền thì các bạn ghé bên tay phải tiện luôn đường các bạn. Còn nếu như các bạn mà hướng quận 1 về á, hướng từ quận 1 về thì các bạn chịu khó xin nhanh qua đường vào bên tay trái nha các bạn nha. Địa chỉ là 711 Cách Mạng tháng 8, phường 6, quận Tân Bình. Hào sữa nướng 15k, sò điệp nướng 30k, có ghi cho các bạn thấy rung rõ ràng nha các bạn nha. Đây mọi người đang làm việc với một cái không khí rất là vui vẻ đó. Đây gọi là trứng, này là gọi là trứng nướng á chị, trứng nướng Thái Lan đúng không? Đó. Có ship hàng qua GoViet luôn nè các bạn. Với cái video này hy vọng rằng là mọi người sẽ có một cái địa điểm mới, cũng như là mang đến cho mình một cái ẩm thực mới. Cái quán Lệ Hà này thật sự là cũng không gì lạ với mọi người, mình cũng từng biết rằng là hình như trên Gian TV cũng từng quay cái quán này rồi, đúng không chị? Đúng rồi, từng Gian TV cũng từng quay, cũng từng phỏng vấn đến đây giới thiệu cái ẩm thực ở đây rồi. Đây là một trong những cái ẩm thực khá là quen thuộc với các bạn trẻ. Thấy không, ở đây bà chủ có dễ thương các bạn, có cười miết luôn các bạn. Mình quán mình bắt đầu mình mở khi nào chị? 5 giờ đến 12 giờ đêm. 5 giờ đến 12 giờ đêm. Đây là một địa điểm ăn vặt khá là quen thuộc đối với các bạn trẻ nha các bạn nha. Đó, khách vào rất là nhiều và Grab cũng vào. Hôm nay thì mình cũng không hẹn mà đến, mình đến một bắt chợt nha các bạn, để ghé thăm. Tí nữa thì còn rất là nhiều món khác giới thiệu cho các bạn. Đây chú Grab nhận đơn rồi đi giao hàng cho khách này các bạn. Ở đây thì có bán đầy đủ như các bạn, nước uống nha, trà Thái có thạch luôn, trà vải, trà đào, trà dâu, trà táo luôn. Ở 20.000, 25.000 có đầy đủ. Trà tắc nè, dừa tắc luôn, chanh dây, cam ép luôn. Chị em phụ nữ nào muốn láng da luôn thì chơi chanh dây, cam ép là ngon lành luôn nha các bạn. Ở đây có cà thẻ luôn nè các bạn, hiểu không? Chuyển khoản hả? Momo nữa các bạn, không công nghệ hiện đại không các bạn? Ở đây thank you.
Thường thường món mà khách hay đi nhất chạy nhất là món gì anh? Trứng gà nướng. Trứng gà nướng ha. Đó thấy không các bạn, trứng gà nướng nè. À, món này là cũng là một trong đặc biệt của quán đúng không? Đúng rồi, món hot luôn. Vậy trứng gà nướng này bao nhiêu một cái vậy? 8.000 cái. 8.000 cái nha các bạn nha, chưa tới 10.000 nha. Đó, món này là mình coi gì? Anh chủ quán đẹp trai của mình giới thiệu cho các bạn coi món gì đây. Bánh trứng nướng sò đẹp. À, bánh trứng nướng sò đẹp nha các bạn. 4-1-3-2. Đây, có Grab nè. Đây. Anh đọc lại cái tên giùm em coi. Bánh trứng nướng sò đẹp. Bánh trứng nướng sò đẹp nha các bạn. Nghe hấp dẫn không các bạn? Zoom vô các bạn coi một xíu nha. Đó, thấy không? Bàn tay mềm mại của anh nè. Đây mọi người coi. Đấy. Quá hấp dẫn. Để mình coi ra khuôn như thế nào nha các bạn. Wow, ngon lành luôn các bạn. Không lấy đơn nữa. Wow, mình chờ kết quả như thế nào các bạn. Đây, đậy nắp lại rồi. Ok, chúng ta chờ kết quả chút xíu nha các bạn nha. Đây nó đang ở trong nồi. Các bạn có thể hình dung ha, cái khuôn cũng khá là hấp dẫn. Đó, úi trời ơi, đã dữ à. Trong đó có cái nguyên liệu gì anh có thể chia sẻ không? Trứng cút. Rồi sò đẹp. Bắp. Rồi hành lá. Có rút nữa. Rồi rút đỏ đúng không? Đúng rồi. Rút đỏ vô là ăn vô đỏ cả năm luôn nha các bạn nha. Đây để cho mọi người chờ kết quả, hồi hộp mọi người chờ coi nha, kết quả như thế nào nha các bạn. Wow. Đây để anh đưa ra dĩa cho đẹp ha. Đó, chờ anh đưa ra dĩa nha các bạn nha. Anh rất là khéo tay các bạn ha. Wow, rất là khéo tay. Đây, các bạn có thể nhìn thấy chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật. Như một đĩa như vậy bao nhiêu tiền anh? 45.000 nha các bạn nha. Đây, mình cầm lên cho các bạn coi, mình sợ đĩa đã nóng rồi nha. Đó, thấy không? Các bạn nữ thấy cái gì ngon các bạn nữ? Đó. Rồi tiếp tục chúng ta nhìn thấy một cái đĩa thứ hai anh làm này các bạn. Bỏ cho vô hộp cho đã gì.
Các bạn biết sao không? Mình đứng ở đây mình quay phim các bạn, cái mùi của trứng á, cái mùi của tôm á, ruốc á, nó bay lên rất là thơm. Này là bánh trứng nướng phô mai. Bánh trứng nướng phô mai. Bánh trứng nướng phô mai nha các bạn nha. Địa chỉ của chúng ta là 711 phường 6. 711 đường Cách Mạng tháng 8, phường 6, quận Tân Bình. Quán tên là Lệ Hà nha các bạn. Từ hướng ngã tư Bể Hiền các bạn đi xuống á, thì các bạn sẽ nhìn bên tay phải. Còn nếu như mà các bạn từ dưới mà hướng quận 1 lên á, thì các bạn sẽ quẹo trái. Địa chỉ của chúng ta là 711 đường Cách Mạng tháng 8. Nhìn vô các bạn có nhìn thấy ngân hàng Techcombank là y bài luôn á, sẵn vô đây là rút tiền luôn. Các bạn cầm theo thẻ ATM rút tiền bao ăn luôn nha các bạn nha, ăn mệt nghỉ luôn đó, ngân hàng Techcombank đó các bạn. Đây có nào tới ship hàng luôn nè. Chú hay nhận đơn hàng ở đây không chú? Dạ. Nhận hoài luôn hả? Nhận thường chứ không có hoài. Dạ, nhận thường á. Đó các bạn, anh rất là khéo tay nè các bạn. Một cái đĩa như vậy là mình bao nhiêu tiền anh? 15.000 bánh trứng phô mai. À 15.000. Quá rẻ nha các bạn. Chờ lên dĩa mình quay với các bạn luôn, lên dĩa cho các bạn coi ha. Cái vị trí này là các bạn rất là dễ tìm. Đây các bạn. Thấy không? Hấp dẫn không các bạn? Ngon lành cành đào luôn. Này zoom cho mọi người coi. Ok, mình giới thiệu review sơ sơ cho các bạn coi. Mình sẽ hỏi thêm chút xíu anh chủ quán, chị chủ quán ha. Đó. Bây giờ mình quay cái vị trí này cho các bạn coi ha. Địa điểm này là khá quen thuộc với tất cả các bạn ăn vặt nha các bạn nha. Đây là một vị trí rất là quen thuộc. Khi mà mọi người hay cứ tối 6 giờ 7 giờ là bắt đầu ghé ở đây để thưởng thức cái món ăn vặt. Đó, các bạn có thể thấy khá là rõ ha các bạn ha. Đó, vị trí chúng ta là khá là rõ. 711 Cách Mạng tháng 8, phường 6, quận Tân Bình các bạn. Đây là một trong những cái địa điểm mà khá là quen thuộc của các bạn trẻ ăn vặt. Quán tên là Lệ Hà. Món đặc biệt ở đây cũng khá là ngon.
Ở đây có rất nhiều món đặc biệt nha các bạn nha, có rất nhiều món ngon. Ở đây là món trứng nướng, là cái món mà thường xuyên mọi người thường xuyên ăn nhất. À, một cái trứng như vậy là bán 8.000 nha các bạn nha. Rồi ok, để tí nữa quay. Nay mình sẽ review cái menu cho các bạn coi nha. Trứng gà đây. Đây. Đó. Menu này các bạn. Menu huyền thoại của chúng ta đây. Ở chỗ này từ đây tới đây là 8.000 này các bạn. À, nướng chà bông, là nướng mỡ hành, nướng sa tế, nướng muối ớt, nướng phô mai, nướng bơ, nướng truyền thống. Ở dưới này là nướng xí muội đây. Đây. Các món đó đơn giản. Món rất là đơn giản nha các bạn nha. À, rẻ, 10.000, 8.000 không à. Đó, 8.000. Có cái món mà trứng sò điệp á, rất là ngon thì 45.000. Mình cũng từng review cho các bạn coi rồi. Đây trứng cút bắc thảo nữa. Ha. Nướng muối ớt sò lông nướng nè. Đó đó các bạn thấy không? Cái menu nhìn rất là bình dân. Không có món nào mà trên 50.000 hết, toàn là dưới 50.000 không à. Mà đa số là 8.000 với 18.000 là nhiều, 12.000 cũng rất là nhiều, 16.000 cũng nhiều, 14.000 cũng sùm luôn. Đó các bạn ha. Đó, chỉ có hai món đặc biệt là trứng bánh trứng hào và bánh trứng sò điệp là 45.000 thôi. Hai món này là rất là ngon luôn. Hai món này là rất là nhiều dinh dưỡng và được sự đầu tư rất là bài bản, đúng hai món này đặc biệt nè. Đó, còn ở đây thấy các bạn ha, xúc xích đồ như xúc xích xi muội rồi 18.000, 12.000 không à. Rồi các bạn thấy đó. Chào mừng các bạn quay trở lại video tiếp theo của mình nha các bạn nha. Hôm nay mình đang đứng ở vị trí là bánh tráng nướng Thái Lan Lệ Hà, địa chỉ 711 đường Cách Mạng Tháng 8, phường 6, quận Tân Bình nha các bạn. Hôm nay là cái địa điểm này là khá là quen thuộc với tất cả những người ăn vặt nha các bạn, đặc biệt là các anh em mà shipper Now rồi Grab rồi cũng hay tới đây. Mình thì mình hay thường xuyên tới đây. Hôm nay mình gặp chị chủ rất là dễ thương. Khỏe không chị ạ? À, khỏe đây, chị cũng đang khá là tất bật để phục vụ khách hàng của mình, đặc biệt là những anh em mà Grab đây đang đứng chờ đây các bạn, giao hàng công nghệ đang đứng chờ để giao. Mấy anh em Grab chờ giao cái gì vậy chị? Chờ lấy gì đó? À, chờ lấy hàng đó.